gửi lời chúc như nào đến với mẹ của mình nhỉ? Con chúc mẹ là sao nhỉ? À, nó chúc mẹ mạnh khỏe ạ. Cô giáo cũng gửi lời chúc về tất cả các ông bà bố mẹ của chúng mình nhá. Các con ơi, chúng mình đang làm gì đấy? Các con đang làm gì nhỉ? Các con đang làm gì nào? Chúng mình làm thiệp để tặng ai nhỉ? Con anh làm thiệp để tặng ai? À, con tặng mẹ. Thế con gửi tới mẹ lời chúc như nào nhỉ? À, con chúc mẹ thật là mạnh khỏe ạ. Thế còn là bạn Nhật nào? Nhật làm thiệp tặng ai nhỉ? Con tặng mẹ. Thế con chúc mẹ con như nào? À, con chúc mẹ con thật là mạnh khỏe đúng không? Thế chúng mình cùng nhau làm nào. Làm những tấm thiệp thật là đẹp nhá. Các con ơi, chúng mình đang làm gì đấy? À, con đang làm thiệp để tặng mẹ. Vậy thì Thảo sẽ tặng ai nhỉ? Con sẽ tặng mẹ. Con sẽ nói với mẹ như thế nào? À, chúc mẹ xinh gái. Thế còn Vĩnh nhỉ? Vĩnh sẽ tặng ai nào? Con sẽ tặng bà. Thế con sẽ gửi lời chúc như thế nào đến với bà của mình? Con chúc bà mạnh khỏe. Con chúc bà mạnh khỏe hạnh phúc. Thế còn con dám mời bạn Tú nào? Con làm thiệp tặng ai? À, con sẽ tặng mẹ của con. Vậy thì các con cùng nhau làm thật là đẹp nhá. Các con ơi, chúng mình đang làm gì đây? Chúng mình đang làm gì nhỉ? Bảo An ơi, con làm gì nào? À, con làm thiệp. Thế con làm thiệp tặng ai? Con tặng mẹ của con. Và con sẽ nói thế nào với mẹ của mình nhỉ? Con tặng mẹ. Thế con dám mời Tuấn Tú nào? À, Tuấn Tú thì chúc là mạnh khỏe và gia đình yêu thương nhau. Vậy cô giáo cũng gửi lời chúc đến tất cả các